Thế thì, tức là tay em chưa đi nhá, có lại bảo người lấy được gì? Mày hâm là bảo cái lồn thì việc nào đấy làm như thái quá. Cái nào người tay gì đó? Mẹ á? Đánh hay gọi cháu vợ cháu của ông này không? Không, có mỗi một mình đang làm mặt cờ đấy. Nó thay một mình làm mặt cờ thì là không ai gọi ạ. Anh chịu bảo có người chắc người đi đâu đấy. Bảo lúc cứ bảo từ nãy giờ cứ xem nó bảo mày có tiền bỏ mì đi. Nếu mà bạn này bảo mấy lần bạn đã nói này dăm bảy hôm nữa dăm bảy hôm nữa mà bốn hôm nữa anh cũng ra hay có khi anh chuyển mày về nhà nó sau anh như có thể luôn đưa cái nồi thì làm việc nào đến nào thầm nhớ ra tí nữa sẽ làm cái gì đó gì đưa nó nếu mà nó bảo gửi cái bảo thì mẹ mẹ anh thì tính như 1 triệu thì quan trọng đầu cái vướng vướng cái chỗ định tại nhà mày tiền kia ra cho anh quá cho nó này tiền tám mươi ngàn đồng ra lại bảo cháu không đủ vay tiền cái nốt uy tín của chú nó đấy mà lúc nó mình ăn kẹt à sao kẹo làm sao sáng à ui thằng cháu rồi có về nhá có về chơi nhá nhá nó thì nó đi sao đâu bây giờ mình gọi cho ông mày đấy thì thằng này nó lại bị mẹ làm một cái này rất hay tâm sự với mẹ nó mà mẹ nó thì là ở gần nhà bố mất tao thì mẹ làm cũng rất hay tâm sự mẹ lại rất hay tâm sự ở bên này nhiều khi mình thì mẹ làm mình chớ trêu lắm đi đám nó nợ tiền thì mẹ làm mình ăn xong rồi là tỉa ra rồi chứ đi tiền đi đám người ta đã thấy ngại lắm rồi đấy thì mẹ ăn không rồi thì đâu đấy hết rồi đẹp để đi vậy mà nó vỡ hả là sao sao